mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chúng ta có một bức tranh cát hình rất là dễ thương, hình một cô bé. Đang tóc hai bên nè, đội cái nón có cái nơ và mặc một cái váy đầm, một cái bộ áo và cái quần cũng rất là xinh. Chúng ta sẽ tô bức tranh cát này với rất là nhiều màu cát ở đây, chỉ có tổng cộng 12 màu cát. Những hũ cát rất đẹp. Có nhiều bạn hỏi chị mua cát ở đâu? Cát này giá 3.000 một hũ, các em muốn mua có thể gọi điện thoại tới số 0979 086789 nhé. Đẹp lắm ha, và có đủ màu cát cho các em chọn luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô tranh cát nhé. Đầu tiên là chị sẽ tô cái nơ. Tiếp theo chị sẽ tô cái nón. Cái mũ này chúng ta sẽ tô màu gì cho nó hợp nhỉ? Màu cam, màu hồng, màu tím, màu đen, màu nâu. Màu tím nha. Xong rồi. Giờ sẽ đến là tô mặt của em bé với hai cái mắt và lông mày. Mắt và lông mày chị tô màu đen. Phần môi thì chị sẽ tô cát màu đỏ. Bây giờ góc bóc cái gương mặt của cô bé ra nè. Gương mặt của cô bé này sẽ tô màu da nha. Tiếp theo đây là những cái bím tóc. Tóc của cô bé này chị sẽ chọn là màu vàng. Phần nơ này là cát màu hồng. Chị sẽ cho áo màu đỏ nha. Bây giờ là cái quần nè. Cái quần sẽ là màu nâu. Mang giày màu cam, màu xanh đi. Wow, gần xong rồi. Bây giờ sẽ tô những ngôi sao nha. Ngôi sao đầu tiên ở đây chị sẽ sử dụng màu cam.
Mỗi ngôi sao chị chim xinh sẽ tô một màu. Ngôi sao bên này sẽ là cát vàng. Còn ngôi sao cuối cùng phía bên này thì chúng ta sẽ tô màu đỏ nha. Không, màu đỏ có nhiều quá rồi. Tô màu xanh dạ đi nè. Ok, đã gần xong rồi. Tiếp theo đây sẽ tô nền. À không, chị sẽ tô viền trước. Bóc cái lớp viền đen này ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cát đen để tô. Ok, nào giờ sẽ tô nền nữa là xong nha. Và có ai đoán được là chị chim xinh sẽ tô nền màu gì không? Các em thử đoán coi, rồi lát nữa lúc mà chị tô xong thì coi coi là các em đoán có đúng không nè. Và chị chim xinh sẽ tô nền cho bức tranh này màu xanh da trời. Ok, còn một chút xíu nữa là cái phần chân của cô bé này chị chim xinh chưa có tô. Đây rồi, xong nhé. Vậy là chị chim xinh đã hoàn thành xong việc tô màu bức tranh cát cô bé rồi nè. Dễ thương không các em? Dễ thương, đẹp. Like video ủng hộ cho chị với nha. Nhớ đừng quên like, nhớ đừng quên là phải like video đó. Và ngoài ra thì chị chim xinh có một fanpage là Chim Xinh Channel ở trên Facebook. Bạn nhỏ nào có chơi Facebook thì có thể vào like fanpage để cập nhật những tin tức mới nhất nha. Cô bé tóc hoa bím xin chào tất cả các bạn nhỏ. Và hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong video sau ở trên kênh Chim Xinh Channel nhé. Chào tạm biệt các em.